ba điểm mười. Cái này chuyên cần tự học và cuối kỳ ha, cuối kỳ phải lên mấy chị 10%, lên 30%, và cái này 60%. Được không? Cái này mấy chị phải là trong điều kiện chúng ta biết chấm vân tay, rồi cái này thì chúng ta lâu lâu chúng ta điểm danh để nó ha. Cái thứ hai là mấy chị 30% thì ở đây tôi có cái hai thức tính à. Ở đây mấy chị tham gia đóng góp những cái câu hỏi, những câu trả lời của mấy chị có giá trị thì mấy chị sẽ được điểm cộng, được không nào? Được không? Và mấy chị cộng và mấy chị tham gia làm bài tập giải quyết tình huống, mấy chị có điểm cộng. Và mấy chị nếu cái điểm cộng của mấy chị lớn hơn 5 cộng á, lớn hơn 5 cộng mấy chị thì cái phần này mấy chị được luôn 10 điểm luôn, hỏi kiểm tra điểm kỳ. Bởi vì cái kiện người ta đánh giá cả một quá trình, mà tại sao mình không đánh giá cả quá trình, ta sẽ cùng mình để nè. Như vậy ở đây á, nếu và trong quá khứ á, thì tôi thấy cũng có nhiều người đạt cái này, à đạt cái này, và một trong những người mà tôi đánh giá rất là cao, học rất là nghiêm túc, học rất là giỏi, rất là mấy chị biết anh Lợi không? Rất là ok, rất là ok. Còn còn nhiều trường hợp khác thôi, nhưng mà một trong những người mà để lại cái dấu ấn tốt là tôi thấy gọi là rồi. Thì còn nếu mà bạn chị làm cái này chưa tốt vì lý do là đỏ ha, chưa tốt mấy chị thì mấy chị sẽ có kiểm tra và kiểm tra mấy chị kiểm tra. Nếu mà kiểm tra của mấy chị được bao nhiêu điểm, giả sử ở đây được 6 thì tôi cộng luôn 2 lần vào cho mấy chị luôn là 8 điểm, cộng luôn không có chi được không? Thì có lợi cho mấy chị rất nhiều để cho mấy chị có cải thiện điểm cho nó tốt. Được chưa mấy chị? Đấy. Rồi ngoài ra thì cái phần này là chúng ta quyết định trên lớp nè. Đấy, rõ ràng cho mấy chị như vậy ha. Được không? Và những cái điểm này thì cộng hết vô số bài, mấy chị biết gì vào số bài. Được không? Rõ ràng vậy. Cái phần này thì mấy chị phải thi cuối kỳ. Thì quý vị, riêng mấy chị là cái hệ phân phối á, thì chúng ta cái môn này được gọi là môn định hướng chuyên ngành. Định hướng chuyên ngành thì thi nó hơi khác một chút. Sau khi tôi nói về quy trình để cho mấy chị nắm ha, tôi lúc nào tôi cũng mong muốn là mấy chị phải có cái kế hoạch trước để chúng ta mới có được kết quả hiệu quả tốt. Mà tất cả cái thì tôi triển khai trước cho mấy chị là. Môn này sau khi giảng xong đó thì bên chỗ bộ phận giáo vụ của dự sẽ gửi cái danh sách mấy chị qua phòng đào tạo. Phòng đào tạo sẽ lên số hướng dẫn và sẽ cho mấy chị số hướng dẫn để mấy chị được không? Và khi thi xong rồi thì cái bài của mấy chị sẽ chuyển về phòng học thi, bạn sẽ rộng hết 100%, rộng hết 100% mấy chị. Và sau đó thì mẫu bài của mấy chị là có 2 người đăng 3 điểm là 0.25 điểm ha. Bây giờ đấy thì 2 người đăng cộng lập với nhau. Rồi sau đó nếu bài nào mà không hết thì sẽ có tổ trưởng tính. Đấy, do vậy mấy chị an tâm về tính chính xác là gần như là cái độ chính xác nó tỷ hợp tới 100%. Chưa có bài nào không khảo được bao điểm. Thì mà không, cái này tôi chia sẻ trước cho mấy chị thôi ha. Tại vì ở đây 3 điểm 0.25 mà. Được không? Như vậy thì ở đây nè, mấy chị thấy là chúng ta phía trước mà mấy chị học nó đều rút về cái phần sau nó trở nên nhẹ nhàng không? Được không? Được không? Cái phần này mấy chị chịu khó, chịu khó. Đấy. Còn nếu chịu khó mấy chị chỗ này mấy chị học mà đều chúng ta được 10 điểm là được 1 điểm nữa. Cái này mấy chị thấy là 8 ha. Thôi cố gắng thêm thêm chiếc đi. 7 mấy chị trên 3.7 rồi nè. 2.7 là 3.7 rồi. Thì còn 1.3 đúng không? 1.3 chúng ta thay 2.5 hả? À, thiệt quên chứ. Quên. Nhẹ nhàng mà. Nhẹ nhàng.